những cái hình ảnh, những cái đặc điểm mà theo cái định nghĩa đó là tự nhiên nó sẽ ra một cái bệnh lý. Tứ chứng Pallo có 4 đặc điểm. Thứ nhất là động mạch chủ cởi ngựa vách liên thất. Thứ hai là thông liên thất. Thứ ba là hẹp van động mạch phổi. Và đặc điểm thứ tư là dày thất phải. Tuy nhiên đặc điểm dày thất phải này chỉ có sau sanh. Tại vì khi sau sanh thì ống động mạch đã đóng lại và phổi bắt đầu hoạt động thì chúng ta mới có thấy những cái hình ảnh này. Đây là quả tim bình thường các anh chị. Động mạch chủ cưỡi ngựa. Đây là thông liên thất, đây là động mạch chủ cưỡi ngựa. Thì các anh chị tưởng tượng cái bách liên thất này là giống như một cái yên ngựa vậy. Và động mạch chủ mình ngồi trên yên ngựa, vì nó không có nằm qua một bên giống như vậy nữa, mà nó nằm chính giữa của bách liên thất. Người ta gọi đây là động mạch chủ cưỡi ngựa. Và hẹp van động mạch phổi. Đây là hình ảnh hẹp van động mạch phổi. Tại sao hình thành những cái đặc điểm trên? Tứ chứng Pallo là một trong những cái bệnh thuộc về nón thân. Bệnh nón thân là một cái sự bất thường trong cái sự phân chia, trong cái sự xoay chuyển của cái vùng nón thân. Từ vùng nón động mạch này, người ta sẽ chia ra thành hai động mạch. Đó là động mạch chủ và động mạch phổi. Thì cái sự phân chia không đồng đều giữa hai động mạch sẽ gây ra hai cái bệnh lý. Nếu sự phân chia lệch về bên động mạch chủ hẹp đi sẽ gây ra hiện tượng là hẹp động mạch chủ. Cái này rất nguy hiểm và có thể gây chết trong bào thai. Và khi cái sự phân chia này nó lệch qua bên phải làm hẹp động mạch phổi, cộng thêm vào một cái sự xoay chuyển, một cái sự xoắn vặn. Như bình thường các anh chị thấy có một cái sự xoắn vặn 180 độ của cái lá ngăn chia động mạch chủ và động mạch phổi, cho ra một cái hình ảnh cái trái tim bình thường là như vậy. Còn bây giờ trong tứ chứng Pallo, cái sự xoắn vặn này trong cái quá trình xoay này nó dừng lại nửa chừng, nó chưa tới 180 độ, và nó gây ra là động mạch chủ nó nằm về bên phải nhiều hơn, nó chưa qua tới bên trái. Những cái đặc điểm của tứ chứng Pallo thì sẽ gây ra những cái quá trình xử lý bệnh như sau. Ở cái quả tim bình thường, đây là áp lực ở trong vùng thất, áp lực ở bên trái luôn luôn cao hơn ở bên phải, áp lực ở động mạch chủ và động mạch phổi. Bên này là cái nồng độ bão hòa oxygen, nồng độ bão hòa oxy ở bên phải là 100%, thì ở bên trái 100% thì bên phải chỉ là 75%. Và do đó đi lên trên động mạch chủ cũng 100%, đi lên phổi là chỉ 75%. Khi chúng ta bị hẹp động mạch phổi, có thông liên thất, động mạch chủ cởi ngựa thì sẽ gây ra cái hiện tượng máu trộn, và lúc này áp lực cũng như nồng độ bão hòa oxygen nó sẽ thay đổi. Ở trong thất phải, thất trái lúc này chỉ còn 95%, thất phải thì nồng độ bão hòa oxygen tăng lên, ở trong phổi cũng tăng và ở trong động mạch chủ thì giảm đi, lúc này là máu trộn của hai bên. Và đến một lúc nào đó khi áp lực của thất phải nó cao bằng thất trái thì lúc này nó sẽ xơ hóa cái cơ thất phải và gây ra suy thất phải. Còn cái luồng thông thì vì có bị hẹp ở trên này, nên nó luồng thông ở trong tứ chứng Pallo sẽ là luồng thông từ bên phải qua bên trái, và nó sẽ tùy thuộc vào cái độ hẹp của cái van lúc này. Tứ chứng Pallo là một cái bệnh tim bẩm sinh cũng hay gặp, chiếm 15% bệnh tim bẩm sinh, với tỷ lệ khoảng 4/10,000 trẻ sinh sống. Đây là một cái nguyên nhân thường gặp nhất, chiếm 55-70% trong những bệnh tim bẩm sinh tím. Và người ta cũng nghiên cứu xảy ra ở nam nhiều hơn ở nữ, khoảng 2/3. Khi chúng ta làm siêu âm phát hiện ra một cái tứ chứng Pallo thì chúng ta không quên tìm những bệnh liên quan. Bệnh liên quan có thể là tại tim hoặc là ngoài tim.
đối với thanh dị sản thì rất rành này, còn với bên mình thì mình cũng hơi hạn chế, mình chỉ biết tại tim thôi. Tại tim thì có những cái bệnh kèm theo giống như là bất thường về van động mạch phổi, như không có van động mạch phổi, hoặc là bất thường cái kênh dị thất, hoặc là những cái van nó bị agassi, tức là nó không có van mà nó chỉ co thắt lại cái chỗ đó, làm thành một cái giống như một cái van nhưng mà thường là không có cái lá van. Và những cái khác như là không lỗ van động mạch phổi hay là hẹp van động mạch phổi, rồi ống động mạch không có, vân vân. Những cái bệnh lý ngoài tim như là hội chứng tri giọt, cái bất thường về đầu mặt cổ, những cái bất thường về nhiễm sắc thể. Những bất thường về nhiễm sắc thể rất là quan trọng. Với một cái bệnh tim bẩm sinh tím, chúng ta ngoài cái đi tìm bất thường nhiễm sắc thể 13, 18, 21 thì chúng ta còn phải tìm những cái bất thường về đứt đoạn của 22q11 hay là 8p23, vân vân. Đây là những cái liệt kê về cái bệnh liên quan phối hợp, như là tồn tại chủ mạch chủ trên trái hoặc là cung động mạch chủ nằm bên phải, vân vân. Một cái thống kê người ta nghiên cứu có một tỷ lệ rất cao liên quan tới bất thường nhiễm sắc thể là tới 61% ở những cái triệu chứng phân lô. Tuy nhiên đây chỉ là một cái nghiên cứu mà mình thấy cái số ca không có nhiều, chỉ là 44 ca. Để ở nước ngoài lâu lâu người ta mới gặp được một ca tim bẩm sinh. Và phần chính ngày hôm nay đó là những cái hình ảnh siêu âm. Hình ảnh siêu âm chúng ta sẽ đi lần lượt theo các mạch cắt cơ bản, đó là mạch cắt 4 buồng, 5 buồng, 3 mạch máu. Nó khác ở bên tim đã thường là ở bên tim thai thì cái mạch cắt 3 mạch máu nó rất là quan trọng. Ở mạch cắt 4 buồng chúng ta có thể thấy bình thường và có thể thấy thông linh thất lớn. Có thể thấy trục bị lệch trái. Đây các anh chị, cái trục tim thai thường thường là 45 độ cho tới 75 độ. Ở hình này chúng ta thấy kích thước tim trên lồng ngực bình thường, trục tim lệch trái. Và ở mặt cắt đường ra của thất trái, ở mặt cắt này chúng ta sẽ thấy những cái đặc điểm của tứ chứng phân lô như là thông linh thất, động mạch chủ cỡ ngựa và gốc động mạch chủ là giãn. Đây cũng là một mặt cắt của đường ra thất trái. Mặt cắt đường ra thất trái là sao? Là khi chúng ta mặt cắt tú buồng, chúng ta ngửa đầu dò sao để lộ ra được động mạch chủ. Đây là giống như là năm buồng. Với một cái hình như vậy chúng ta dễ bị nhầm là bình thường, nhưng khi chúng ta đi bằng các đường ra thất trái là chúng ta sẽ thấy ngay đây có một cái thông linh thất. Và một cái dấu hiệu gợi ý là đa phần thường thường động mạch chủ và động mạch phổi thì động mạch phổi sẽ lớn hơn động mạch chủ một chút xíu. Còn ở trong trường hợp tứ chứng pha lô như phô đại học, chúng ta thấy có một cái sự phân chia không đồng đều, như vậy là động mạch chủ nó sẽ lớn hơn, gốc động mạch chủ nó sẽ giãn hơn. Còn hình ảnh ba mạch máu, với hình ảnh ba mạch máu đây là bình thường. Hình ảnh này còn gọi là finger wicking, nên là ngón tay đi bộ. Chúng ta sẽ thấy động mạch phổi giống như hai cái chân của người và động mạch chủ tròn lại. Thì động mạch phổi ở bên tứ chứng pha lô nó sẽ nhỏ, động mạch chủ lớn ra. Đây là hình ảnh ba mạch máu, hay còn gọi là line dot dot. Line là động mạch phổi lúc này là có một cái đường dài, động mạch chủ là một hình tròn và tĩnh mạch chủ trên là một hình tròn nhỏ hơn. Đây là hình ảnh bình thường, chúng ta thấy động mạch chủ nhỏ hơn động mạch phổi. Bên này tứ chứng pha lô thì động mạch chủ lớn hơn động mạch phổi.
Và ở thai 20-24 tuần thì kích thước của động mạch phổ khoảng 5mm. Đó là thai bình thường. À, chúng ta nhìn lại hình ảnh ba mạch máu. Động mạch phổ chia nhánh ra động mạch chủ, tĩnh mạch chủ trên. Đây là hình ảnh bốn buồng, hình ảnh đường ra của thất trái. À, chúng ta thấy hỏng một chỗ ngay cái vách liên thất nối với động mạch chủ. À, đây là đường ra của thất phải. À, làm thế nào để chúng ta làm nhanh những cái mặt cắt này? Thì có một cái hình sẽ minh họa cho chúng ta thấy. Đây là những cái nhát cắt của tim theo chiều từ dưới mõm tim lên tới đáy tim. À, thì đầu tiên hết chúng ta sẽ thấy được hình ảnh bốn buồng tim. À, khi di chuyển đầu dò lên trên một chút, di chuyển về hướng đầu của bé thì chúng ta sẽ thấy được cái hình ảnh năm buồng tim, và di chuyển tiếp chúng ta sẽ thấy ba mạch máu, và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ thấy hình ảnh gọi là view phế quản. Lúc này chúng ta sẽ thấy động mạch chủ và động mạch phổi kết hợp lại thành một cái hình chữ V. Và phương pháp này chúng ta gọi là scraping, tức là các anh chị chú ý nè, đầu dò vẫn để nguyên một vị trí, chúng ta sẽ thấy được tất cả những cái hình ảnh mà chúng ta muốn. Đầu dò hướng về phía đầu của em bé. Trước mắt hết chúng ta sẽ thấy là hình ảnh dạ dày. Đây là bốn buồng tim. Đây là năm buồng hoặc là đường ra của thất trái. Đây là đường ra của thất phải. À, nói chung là những cái mặt cắt này trên những cái trẻ mà bình thường thì chỉ cần chúng ta cắt chuẩn, xác định chuẩn được cái vị trí của em bé và bốn buồng, thì khi chúng ta nghiêng cái đầu dò theo hướng theo trục của đầu em bé thì sẽ khảo sát ra những cái này rất là dễ dàng. Nhưng mà có những trường hợp mà em bé nó cứ quay tới quay lui thì là khó cho mình hơn. Và đốp lơ màu trong tim thai ở trường hợp tư chứng ba lô nó sẽ giúp ích gì? Đốp lơ màu sẽ giúp chúng ta trong những cái hình ảnh giả, chẳng hạn hình ảnh giả của động mạch chủ cởi ngựa, thì khi chúng ta bỏ màu, chúng ta vặn cái scale cho nó thấp xuống, chúng ta sẽ thấy động mạch chủ sẽ nhận máu từ hai buồng, buồng thất trái và buồng thất phải. Một đặc điểm nữa đó là đứt lơ màu trong những cái trường hợp động mạch phổi mà nhỏ nhiều, nó sẽ gây một cái anisin xoáy máu và một cái radian cao. Đây là hình ảnh rất là anisin. Đây là động mạch chủ.
và chúng ta cũng xoáy tới xoáy lui là bốn đặc điểm của triệu chứng pha lô. Và khi nhìn vào một cái hình mà có động mạch chủ lớn hơn, chúng ta sẽ cố gắng đi tìm thông liên thất, coi chừng mình có sót thông liên thất không. Đi tìm thông liên thất xong rồi đi tìm thêm động mạch phổi. Như vậy là có được ba đặc điểm: thông liên thất, động mạch chủ cỡ ngựa, hẹp động mạch phổi. Một trường hợp kinh dị thất kèm theo. Với lần này chúng ta nhìn thấy đây là một cái thông liên thất và động mạch chủ đi ra đây, động mạch chủ lớn cỡ ngựa. Xuất phát từ bên phải đi ra, vẫn bắt chéo như bình thường. Và các anh chị lưu ý là gradient ở trong động mạch phổi nhiều lúc không có cao, chủ yếu ở 2D chúng ta nhìn thấy nó nhỏ, kích thước nó nhỏ hơn bình thường và nó nhỏ nhiều so với bên động mạch chủ. Và như vậy chúng ta cũng cần chẩn đoán phân biệt với một cái trường hợp mà có động mạch chủ cỡ ngựa, đó là tắc phải hai đường ra hay là không lỗ van động mạch phổi kèm thông liên thất và thân chung động mạch. Để chẩn đoán phân biệt với tắc phải hai đường ra thì chúng ta sẽ thấy cả động mạch chủ và động mạch phổi đều lệch qua phía bên phải, đồng thời cái chỗ nối giữa động mạch chủ và van hai lá nó dài hơn bình thường. Với không lỗ van động mạch phổi kèm thông liên thất thì chúng ta sẽ không thấy máu đi ra từ thất phải vào trong động mạch phổi. Thân chung động mạch thì chỉ có một cái thân chung và không có hai cái van rõ ràng giống như triệu chứng pha lô. Về mặt tiên lượng, triệu chứng pha lô cũng là một cái bệnh mà có khả năng phẫu thuật và sống sau sinh rất là cao. Còn trong bào thai, tiên lượng sẽ tùy thuộc vào cái độ nặng của hẹp van động mạch phổi. Với những cái trường hợp tứ chứng pha lô mà không có van động mạch phổi, tức là cái nó bị AGC, cái mạch máu nó tự nó co thắt lại làm giống như một cái chỗ hẹp thì không tốt, nó có thể gây suy tim trong bào thai hoặc sơ sinh. Và những cái trường hợp này động mạch phổi hay bị giãn to ra thì nó sẽ chèn vào ở trong cái khí quản và dẫn tới suy hô hấp. Những cái trường hợp tứ chứng pha lô nặng trong tử cung thì có thể liên quan tới đa ối và phù thai nhi. Điều trị thì không có điều trị nào đặc hiệu ở trong thai kỳ. Chúng ta sẽ được siêu âm sàng lọc cẩn thận. Ngoài tim, những cái bệnh khác như bốn chiều các anh chị sẽ làm và chọc ối để xem những cái thông tin bất thường về nhiễm sắc thể. Và đương nhiên khi chuyển dạ thì chúng ta sẽ chuyển dạ ở nơi có một cái đơn vị săn sóc nhi thì nó vẫn tốt hơn. Về điều trị nội khoa, khi trẻ đẻ ra rồi thì chúng ta sẽ bù sắt protein để tránh thiếu máu, dùng bột panolol để giảm bớt nhiệt và giảm bớt cái hẹp van động mạch phổi. Và ngoại khoa thì khi mà trẻ tím quá thì chúng ta sẽ dùng cái Lalox hoặc là Lalotoxin miếng cải để đưa máu từ động mạch dưới đòn về cho động mạch phổi. Và phẫu thuật triệt để thì chúng ta sẽ gặp ở trẻ trên 10 tuổi hoặc là 10 kg hoặc là khoảng 3 tuổi. Như vậy là sau khi mà chúng ta làm siêu âm tim thai xong đứa trẻ bị tứ chứng pha lô, đương nhiên cha mẹ sẽ hỏi chúng ta về tư vấn về tiên lượng của đứa trẻ này trong bào thai, cũng như là tiên lượng những trẻ này
đẻ ra đời sẽ như thế nào, có mổ được hay không, mổ mấy lần, sau khi mổ là có còn phải uống thuốc men hay không, thì chúng ta qua cái bài ngày hôm nay chúng ta sẽ có thể đã trả lời được để cho người mẹ yên tâm hơn. Rồi người ta sẽ hỏi là sau khi mổ xong em bé có trở nên bình thường giống như những cái trẻ khác không, hay là vẫn phải đi theo dõi? Thì đương nhiên sau khi chúng ta mổ xong vẫn phải đi theo dõi, tại vì có những cái biến chứng sau mổ như là hẹp van động mạch phổi còn lại hoặc là hở động mạch phổi. Những cái trường hợp hở động mạch phổi nhiều, hở van ba láng nhiều, rồi sau khi đánh giá chúng ta một thời gian sau có thể phải mổ để sửa van ba láng cho trẻ. Những cái rối loạn thất khớp, những cái rối loạn nhịp và rối loạn dẫn truyền có thể 20 năm sau, những đứa trẻ nó có thể lên cơn nhịp nhanh kiểm soát trên thấp với một cái thất bại giãn lớn chẳng hạn. Như vậy là thường thường khoảng 1 năm chúng ta sẽ kiểm tra một lần khi mà trẻ lớn rồi, còn trong những cái năm đầu đương nhiên phải theo dõi sát hơn. Tóm lại như vậy, và tứ chứng pha lô chúng ta sẽ tìm những cái đặc điểm. Thứ nhất là thông liên thất, đặc điểm này sẽ dễ nhận thấy ở mặt cắt đâm buồng. Đặc điểm thứ hai đó là động mạch chủ cỡ ngừa, thì ở mặt cắt đâm buồng chúng ta sẽ nhìn thấy luôn, và đúp lơ màu sẽ giúp chúng ta loại trừ những cái hình ảnh giả. Ở hẹp van động mạch phổi thì chúng ta sẽ nhận thấy ở mặt cắt đường ra của thấp hoặc là mặt cắt ba mạch máu. Và hẹp van động mạch phổi có thể chỉ thấy trên 2D. Và variant qua động mạch phổi cũng có thể là sẽ không có cao. Đặc điểm thứ tư của tứ chứng pha lô là dày thất phải, thì thường chỉ có sao xanh. Một đặc điểm nữa đó là động mạch chủ giãn lớn, thường thường là động mạch chủ lên, động mạch chủ ba mạch máu ở mặt đường ra của thất sẽ giúp chúng ta nhận thấy